Con rồng nhỏ xíu. Con rồng to. Đây là con rồng khổng lồ này các bạn ơi. Con rồng gì mà bự bình bút nha. Khế ở đây ngon quá. Cô hết kêu thì đừng ăn khế nhà ta. Ta chỉ có một cây khế mà thôi. Ăn một trái khế trả một phần quà. Cứ chuẩn bị mà nhận quà đi. Hả? Có quà? Yeah. À, cảm ơn con ếch thằng. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mình phải giúp cậu bé mới được. Ý da! Bây giờ làm sao đây, có ai không? Ý da! Không được rồi, nặng quá. Phải kéo móng vuốt con rồng cứu cậu bé thôi. Yeah. Chạy lẹ lên! Đó bụng quá. Không có gì ăn hết trơn á. Kẹo dưa hấu. Yeah. Mình có chút xíu sao ăn đủ. Sao nhỏ quá vậy? Hay là mình thổi cho nó bự lên đi. Yeah. Wow, nó bự rồi nè. Yeah. Ê, chị đập cho ăn. Ai hút đi mà. Xỉu luôn rồi hả? Để mình. Tội nghiệp chị mình quá ha. Cãi đi, chút bỏ tin lại chứ gì. À, chơi dưa hấu lại. Có nhiều bong bóng quá, mình chơi trò gì đây? Mình sẽ hóa thân thành bác sĩ, bơm bong bóng thật to lên. Yeah. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Yeah. Ném bong bóng nước nào. Yeah, vui quá. Hết rồi, về nhà thôi. Hi. Sao bà Út buồn vậy? Bữa nay là ngày đưa ông Táo về trời. Mà ngoài chợ bán hết cái chép rồi. Không biết lấy cái gì cho ông về trời nữa. Hi. Tưởng gì, để tụi con lo. Chờ tụi con chút xíu. Hả? Tụi con đi nha. Oh no. Con này con gì vậy ta? Lại đây ta đưa lên trời. À, không phải tao lên trời. Trời, buồn quá. Tới giờ không có tiền xài hết trơn. À, mình có cách. Chúc mừng năm mới. Ông Địa, chúc mừng năm mới. Đánh trống có bao lì xì luôn. Năm mới với trời. Đội lân này dễ thương quá. Có tờ giấy này để chị hai xếp nhiều cho chơi. Oh no. Còn nữa nè chị hai. Nhiều dữ vậy chơi đã luôn. Xếp nhiều máy bay luôn nha chị hai. Đứa nào xé hết ở trong nhà rồi. Hả? Chạy. Chị hai bỏ em. Theo cha vô nhà. Mẹ ơi, có con nhìn nhọn trên trán con kìa bắp ơi, bây giờ làm sao đây? Hả? À, nó văng qua trán của mẹ rồi, bắt nó. Rồi, tới nữa. Ai hút đi mà. À, bắt mày nè. Bây giờ làm sao đây mẹ? Để mẹ bắt nó cho. Yeah, yeah, con nhìn nhọn mất tiêu rồi. Bà ngoại lên xe. Đợi ngoại vớt hết chuối cái con ơi. Ngoại nhanh nhanh. Ngoại xong rồi nè, đợi, đợi ngoại có mai.